thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Bác về công tác dân vận. Việc dân vận rất quan trọng, dân vận kém thì việc gì cũng kém, dân vận khéo thì việc gì cũng thành công. Trong năm qua, bên cạnh việc làm tốt công tác tham mưu cho huyện ủy, ủy ban nhân dân, lãnh đạo, chỉ đạo công tác quốc phòng quân sự địa phương, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Kiến Thụy đã phối hợp với cấp ủy đảng và chính quyền địa phương thực hiện có hiệu quả công tác dân vận, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giúp nhân dân trên địa bàn huyện phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ngày càng vững mạnh, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân. Đối với công tác sẵn sàng chiến đấu, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy nổ, cháy rừng trên địa bàn huyện, cán bộ các cấp từ chỉ huy tới cán bộ phụ trách địa bàn, nhân viên cơ quan luôn bám dân, trực tiếp xuống địa bàn các xã, thị trấn. Đặc biệt trước những diễn biến phức tạp của thời tiết, mỗi khi thời tiết hành khô, mỗi khi có tin bão về. Trong các đợt huấn luyện, ngoài chương trình thực hiện theo kế hoạch, Đảng ủy Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo công tác huấn luyện dân quân tự vệ kết hợp với công tác dân vận, cùng nhân dân tu sửa một số nghĩa trang liệt sĩ xuống cấp, trồng hàng trăm cây xanh, cây lưu niệm tại khu tưởng niệm Vương Triều Mạc, khu di tích lịch sử nhà thờ họ Mạc, tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp, góp phần tuyên truyền cho nhân dân cách giữ gìn môi trường và làm đẹp khu di tích, xuống các xã ven biển như Đoàn Xá, Đại Hợp, tuyên truyền và cùng nhân dân, ngư dân thực hiện thu nhặt rác thải, bảo vệ môi trường. Thực hiện chủ trương của Ủy ban nhân dân thành phố và Ủy ban nhân dân huyện về việc thu hồi giải tỏa diện tích nuôi ngao không phép, cán bộ chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã cùng với cơ quan, ban ngành đoàn thể địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, vận động bà con hiểu và chấp hành đường lối chính sách, chủ trương của thành phố. Quá trình tuyên truyền, vận động bà con nuôi ngao không phép trên địa bàn tự tháo dỡ, di rời tài sản khỏi khu vực biển của huyện gặp vô vàn khó khăn. Tuy nhiên, với tinh thần kiên trì bám trụ cơ sở, truyền đạt chính xác, ngắn gọn chủ trương của Ủy ban nhân dân thành phố và Ủy ban nhân dân huyện, đến nay bà con đã tự nguyện tháo dỡ các chòi nuôi ngao trái phép và bàn giao lại khu vực biển do thành phố quản lý. Với đạo nghĩa uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây, bằng tất cả các nguồn lực từ nguồn ngân sách nhà nước hỗ trợ, vận động quyên góp từ lực lượng vũ trang huyện, hội cựu chiến binh, các nhà hảo tâm, từ năm 2020 đến nay, đơn vị đã nhận xây dựng 6 nhà tình nghĩa và trao tặng cho các đối tượng chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thực sự về nhà ở trên địa bàn huyện. Trong đó có 4 ngôi nhà do cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện đóng góp và trực tiếp khởi công khánh thành, tổng trị giá hơn 200 triệu đồng. Với chủ trương thực hiện về đích nông thôn mới của huyện Kiến Thụy, xác định đây là chủ trương lớn của thành phố, cán bộ chiến sĩ trong lực lượng vũ trang huyện đã không quản ngại khó khăn, phối hợp với cấp ủy và chính quyền địa phương các xã, thị trấn, ngày đêm xuống tận cơ sở, vào tận hộ dân, động viên bà con nhân dân hiến đất làm đường, xây dựng các công trình của địa phương. Đến nay đã có trên 10.000 mét vuông đất được bà con nhân dân thuận lòng hiến tặng, 6 xã đoạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu nâng cao. Với nhiều cách làm sáng tạo, các mô hình dân vận khéo đã khơi dậy truyền thống yêu nước, phát huy tinh thần trách nhiệm, quyền làm chủ của nhân dân, tích cực tham gia bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân, làm thất bại nhiều âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, từng bước đẩy lùi tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh và cuộc sống bình yên của nhân dân.